Do nhiều bạn thắc mắc về sự khác biệt giữa mô phỏng 2D và mô phỏng 3D, nên hôm nay tôi sẽ chuẩn bị một bài giảng để so sánh giữa 2D và 3D simulation. Cái bài giảng này nó cũng có cái đặc biệt á, là cái hình học của nó, cái hình đường cong á, thì các bạn sẽ rất dễ dàng thấy được những cái yếu điểm khác nhau hoặc là những cái khác nhau giữa 2D và 3D. Các bạn lưu ý là các bạn lưu ý là cái bài này á, thì tôi chỉ tập trung là nói về cách chọn mô hình, cũng như những cái tips để các bạn hiểu hơn về phần mềm Fluent, chứ không có đi kỹ từng bước thực hành. Nhưng mà vẫn có cái video quay lại, chỉ có điều là không giải thích rõ ràng từng bước thôi. Do đó là nếu mà các bạn nào mà đây là lần đầu tiên các bạn xem cái video, cái chuỗi bài giảng này, hoặc á, là các bạn là một người mới, thì các bạn nên xem lại cái bài Lamina Pipe Flow. Cái bài đó là tôi giảng rất là kỹ từng bước. Hoặc là cái bài Elbow Mixing, Mixing Elbow, Turbulence Elbow ha. À, thì các bạn nên xem là hai bài đó, tại vì giảng rất kỹ từng bước để các bạn có thể thực hành dễ dàng. Thì trong cái bài này thì tôi sẽ trình bày một số cái chủ đề ha. Thì đầu tiên là mô tả cái trường hợp chạy, cái description của mình như bình thường. Thứ hai là setup những cái trường hợp chạy cho 2D. Cuối cùng là setup trường hợp chạy 3D. So sánh những kết quả 2D và 3D. Cuối cùng là một cái appendix về cái việc mà tính toán tích phân trên bề mặt, ví dụ như tính trung bình, áp suất hay vận tốc trên bề mặt nhất định, đúng không? Rồi tính mass flow rate, heat flux này nọ đó. Thì nó có nhiều dạng tính trung bình, ví dụ như tính trọng số theo khối lượng hoặc tính trọng số theo diện tích vân vân. Thì trong cái phần appendix tôi sẽ trình bày rất rõ ràng về cái này. Rồi, vậy mình bắt đầu bài hôm nay ha. Cái mô tả của cái case hôm nay mình sẽ học, thì các bạn cũng thấy là bên tay phải của mình á, chỗ này, cái này chính là cái này tôi gọi là cái U-bend ha, có nghĩa là mình sẽ có một cái ống đi từ cái dòng sẽ đi từ một tiêu dùng cái ống inlet, sau đó đi qua một cái đường cong như vậy và cuối cùng đi ra outlet. Thì cái này chính là những cái thông số của cái ống. Trong trường hợp này là 2D á thì mình chỉ là cái mặt cắt ngang thôi, đúng không? Còn 3D á là mình sẽ là cái ống tròn như vậy, inlet vô như vậy, outlet ra như vậy. Cái điều kiện điều hành của nó đó thì với vận tốc inlet đó, là tôi chọn là 3 m trên giây. Cái áp suất outlet là 0 Pascal đó. Và cái 0 Pascal này sẽ tương ứng với lại cái áp suất điều hành ha. Thì áp suất điều hành operating pressure ở đây sẽ là 101.325. Rồi. Mật độ rối turbulence intensity ha là 5%. Cái mật độ rối này, cái turbulence intensity này sẽ được sử dụng để tính cho cái phương trình K của mình, đúng không? Rồi, cái hydraulic diameter này chính là cái đường kính của cái pipe luôn, là bằng 1 m, được sử dụng để tính epsilon ha. Rồi, những cái tính chất vật liệu thì gồm có mật độ và viscosity. Thì cái bài này tôi sẽ dùng cái lưu chất là E. Lần trước mình dùng có một số bài mình dùng lưu chất là water, rồi bây giờ thì dùng lưu chất là E. Các bạn lưu ý là trong cái bài này cái vận tốc inlet là 3 mét trên giây, cái vận tốc âm thanh nó là khoảng 300 mấy. Thì thật ra cái dòng này, cái số Mach number là nhỏ hơn 0.3. Thì đối với những dạng dòng mà số Mach number nhỏ hơn 0.3 đó, thì mình có thể sử dụng cái mô hình incompressible flow. Các bạn lưu ý điều này nha. Bất cứ một dạng dòng nào, thậm chí là dòng air hay là dòng steam, bất kể, nếu như mà cái Mach number của mình nhỏ hơn 0.3 thì mình có thể mô phỏng nó như là một dòng incompressible flow. Cái kiến thức này rất là quan trọng, các bạn phải nhớ.